không còn là một khối tài sản hay một phương tiện hỗ trợ đi lại đơn thuần. Xe hơi ngày nay được xem như một món đồ thể hiện phong cách sống của mỗi cá nhân và ngày càng trở nên thông minh với nhiều công nghệ tích hợp. Trong đó, màn hình ô tô đã trở thành một phần không thể thiếu trong trải nghiệm lái xe trên đường hàng ngày của người lái. Nắm bắt xu hướng này, các doanh nghiệp nội thất ô tô đã tìm hiểu nhiều công nghệ mới để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Đây là sản phẩm Mocha, màn hình ô tô sử dụng công nghệ chấm lượng tử hiện đại QLED với nguyên lý hoạt động dựa trên sự phát quang của các hạt nano bán dẫn, giúp hiển thị màu sắc chính xác và giải màu rộng hơn. Màn hình ô tô Mocha có tích hợp camera 360 mô hình 3D, hỗ trợ quan sát toàn cảnh và ghi hành trình cả bốn phía, giúp hỗ trợ lái xe thuận tiện hơn. Sản phẩm được ra mắt tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tháng 4 vừa qua, với mong muốn mang đến cho người tiêu dùng tại đây những trải nghiệm tốt nhất trong quá trình lái xe. Mới vào thị trường Việt Nam được từ năm 2022, thì cảm nhận đối với khách hàng thì từ lúc màn hình vào thị trường Việt Nam thì chưa có cái phản hồi rất hiếm về cái chế độ bảo hành là rất là ít, gần như là không có. Đấy. Thứ hai là cái độ sắc nét và cái độ mượt của màn hình rất tốt, chưa có ai phản hồi về cái độ chậm của nó. Đặc biệt là cái màn hình Mocha thiết kế rất chi là hài hòa và chỉnh chu cả về bố cục, ví dụ như là đầy đủ nhãn mác, nhãn hiệu và hình thức của vỏ hộp cũng như của màn, nhìn tổng thể rất là ok. Theo các chuyên gia, thị trường sản phẩm công nghệ ô tô tại Việt Nam hiện nay có nhiều tiềm năng phát triển. Dữ liệu từ tổ chức các nhà sản xuất ô tô quốc tế cho thấy Việt Nam cứ 1.000 người thì có 55 người sở hữu ô tô. Đáng chú ý, sự gia tăng mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu, Việt Nam có tỷ lệ sở hữu ô tô tăng nhanh nhất thế giới. Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, tỷ lệ này của Việt Nam tăng tới 17% một năm. Cùng với đó là những nhu cầu về công nghệ nội thất ô tô cũng được người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn. Đây được coi là thị phần tốt cho các doanh nghiệp kinh doanh nội thất đầu tư. Sẽ hướng tới một cái chuỗi cung cấp những cái dịch vụ, cái sản phẩm tốt nhất cho xe, và những cái sản phẩm đó sẽ đem đến cho khách hàng những cái tích cực, cảm nhận hoàn mỹ hơn. Trong năm 2004, ngành công nghiệp nội thất ô tô tiếp tục phản ánh sự đa dạng văn hóa và xu hướng đa chiều của xã hội hiện đại. Thiết kế nội thất ô tô không chỉ đơn thuần là về sự tiện nghi và thoải mái nữa, mà còn là biểu hiện của phong cách cá nhân và sở thích của từng người lái. Các hệ thống thông minh, điều khiển bằng giọng nói và màn hình cảm ứng đang được tích hợp vào nội thất, mang lại sự tiện lợi và trải nghiệm tối ưu cho người lái và hành khách.